Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 94 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Việt Vô Trần và Mục Phong Trần đang nói chuyện, đại tiểu thư của đường ra đột nhiên nói. Hai vị đã nói chuyện phiếm xong chưa? Việt Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía đại tiểu thư đường ra trên không. Sau một khắc, hắn đột nhiên phóng lên tận trời. Một tiếng kiếm reo sông thẳng lên trời. Nghe được tiếng kiếm reo này, sắc mặt của Mục Phong Trần đại biến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, mà trong nháy mắt khi việt vô trần phóng lên tận trời đại tiểu thư đường ra cũng phải biến sắc lúc này hai lão giả đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng hai người đều là cường giả cùng một cấp bậc với nhạc lão nhưng mà theo một đạo kiếm quang chém qua giữa sân hai đầu người đẫm máu rơi xuống đất trực tiếp biểu sát sau một khắc một thanh kiếm trực tiếp chém về phía đại tiểu thư đường ra ánh mắt đại tiểu thư đường ra băng lãnh nàng hợp chỉ điểm ra phía trước một điểm một điểm hắc quang hiện. Theo một tiếng nổ vang vang lên, điểm hắc quang này trực tiếp nổ tung, đại tiểu thư đường ra trong nháy mắt đã lùi nhanh hơn ngàn trượng. Vừa lui, trực tiếp thối lui ra bên ngoài thần võ thành, mà lúc này Việt vô trần đột nhiên dẫm chân phải một cái. Chém, một thanh kiếm chém bay ra từ vùng trời kiếm tông, một chàm này phảng phất như muốn chém rách cả thiên địa lúc này, 12 tên kỵ sĩ đường ra đột nhiên xuất hiện trước mặt đại tiểu thư đường ra. 12 người đều là hai tay cầm đao, đột nhiên bổ ra phía trước một bổ. Một đạo đao khí dài đến trăm trượng xé rách chân trời, chém tới phía thanh kiếm ở đối diện kia. Toàn bộ chân trời rung lên kịch liệt, không gian trong phạm vi mấy ngàn trượng trực tiếp dạn nứt, mà đạo đao khí kia gần như là trực tiếp nổ tung trong nháy mắt lúc này, trong 12 tên kỵ sĩ đường ra, một tên kỵ sĩ cầm đầu đột nhiên gầm thét, lại chém. 12 người đột nhiên đứng chồng lên nhau, đồng thời vung đao chém xuống. Một đạo đao khí sáng như tuyết phá không chém đi. Cùng lúc đó, 12 người đồng thời biến mất. Từng đạo đao khí tựa như cuồng phong bạo vũ tràm lên phía trên đạo kiếm quang kia. Đạo kiếm quang kinh khủng kia mạnh mẽ bị buộc ngừng trong khoảnh khắc này. Một hơi thở sau, một thanh trường đao phá không chém tới. Đạo kiếm quang kia trực tiếp vỡ nát, mà lúc này một bóng người chợt lóe lên từ giữa sân. Một bóng người, một mảng kiếm quang, người này chính là Việt Vô Trần. Trước mặt Việt Vô Trần, 12 tên kỵ sĩ đường tộc kia đột nhiên giận dữ hét lên, phá, hai người đồng thời rút đau, một tiếng bén nhọn trực tiếp đánh cho không gian xung quanh rách tả tơi, nhưng mà theo một mảnh kiếm quang kia đến. 12 tên kỵ sĩ đường tộc trực tiếp bị đẩy lui đến bên ngoài thần võ thành. Trên không, Việt vô trần cầm trường kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt đại tiểu thư đường ra. Mà tất cả mọi người, kiếm tông, đang nhìn Việt vô trần. Phải nói giờ phút này, tất cả mọi người bên trong thần võ thành đều đang nhìn Việt vô trần, Siêu phàm kiếm thánh, Việt Vô Trần không phải là cường giả đạo cảnh, cũng không phải là kiếm thánh, hắn là siêu phàm kiếm thánh. Phía dưới, Mục Phong Trần nhìn Việt Vô Trần ở trên không có chút mờ mịt, sư tôn năm đó người không truyền vị cho sư đệ là muốn để cho hắn chuyên tâm luyện kiếm đạo sau. Bốn phía vô số đệ tử kiếm tông cũng đang nhìn Việt Vô Trần, máu nóng sôi trào, siêu phàm kiếm thánh. Việt vô trần xuất hiện đã cho bọn hắn thấy được một tia ánh sáng trong bóng đêm không thể nghi ngờ. Võ viện, vũ vấn nhìn Việt vô trần trên không, về mặt có chút ngưng trọng. Siêu phàm kiếm thánh, nếu ngày đó Việt vô trần này ra tay với võ viện, không thể nghi ngờ võ viện tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí là cải biến kết cục. Một vị siêu phàm kiếm thánh ở hỗn độn vũ trụ này đã là cường giả đỉnh tiêm cấp bậc siêu cấp âm thầm diệp huyền cũng có chút khiếp sợ hắn không nghĩ tới lão đầu dạy hắn lúc trước vậy mà lại mạnh mẽ như thế vùng trời thần võ thành việt vô trần nhìn đại tiểu thư đường ra ở phía xa kiếm tông ta không muốn chiến nhưng không phải là không dám chiến kiếm tông ta không sợ bất cứ người nào đại tiểu thư đường ra nhìn thằng việt vô trần chỉ một vị siêu phàm kiếm thánh đã muốn ngăn cản bước chân đường ra ta sau các hạ nghĩ nhiều rồi Thanh âm vừa dứt nàng mở ra lòng bàn tay, một viên truyền âm phù phóng lên tận trời. Không gian phía chân trời đột nhiên nứt ra một lỗ hồng to lớn. Sau một khắc, một đạo khí tức cường đại truyền ra từ bên trong vết nứt không gian kia. Rất nhanh, một nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen bó sát người, sau lưng đeo ngang một thanh đao. Nam tử trung niên này vừa xuất hiện, những kỵ sĩ đường ra giữa sân đột nhiên đồng loạt hành lễ, bái kiến tôn thống. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nhìn xuống đại tiểu thư ở phía dưới, hắn khẽ thì lễ, bái kiến đại tiểu thư. Đại tiểu thư gật đầu, làm phiền tiêu tôn thống. Tiêu tôn thống mỉm cười, bồn phận của ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Việt vô trần cách đó không xa, nói khẽ, siêu phàm kiếm thánh, xin chỉ giáo thanh âm vừa dứt hắn đột nhiên rút đao một mảnh ánh đao chấn xuất giờ khắc này không gian trong mấy vạn trượng khắp toàn bộ chân trời đều bị mảnh ánh đao này bao trùm mà ngay một khắc khi tiêu tôn thống xuất đao việt vô trần đột nhiên hợp chỉ nhẹ nhàng dẫn một cái trong nháy mắt một thanh kiếm mang theo một đạo kiếm quang phá không chém đi kiếm này vừa xuất hiện ánh đao trước mặt việt vô trần trực tiếp bị xé nứt kiếm tiến quân thần tốc chém thằng tiêu tôn thống nơi xa lúc này tiêu tôn thống thà người nhảy lên sau một khắc một thanh trường đao trực tiếp chạm lên phía trên thanh trường kiếm kia trường kiếm bay ngược ra thế nhưng rất nhanh nó bị một cánh tay tiếp được chính là việt vô trần việt vô trần nhìn xuống võ viện ở phía dưới nhìn cho kỹ thanh âm vừa dứt hắn khẽ điểm mũi chân cả người đột nhiên biến mất chớp mắt sau toàn bộ vùng trời thần võ thành bị kiếm quang và ánh đao bao trùm âm thầm diệp huyền nhìn chằm chằm không chung hắn biết việt vô trần đang để cho hắn nhìn hai người này hiện đang cận chiến tốc độ của hai người quá nhanh nhanh đến mức vượt quá nhận biết của hắn hiện tại phải đến khi vận dụng long hồn hắn mới có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người hắn biết đây là một cơ hội của hắn một cơ hội chạm đến tầng thứ cao hơn của kiếm đạo vùng trời thần võ thành vì hai người giao chiến toàn bộ không gian đã nát vụn mà tất cả mọi người đang nhìn hai người thắng bại giữa hai người này sẽ quyết định vận mệnh của kiếm tông sau khi kiếm tông mất đi lá bài tẩy là phân thân tổ sư có thể nói một vị siêu phàm kiếm thánh là số ít hy vọng còn sót lại của kiếm tông cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai người ở phía chân trời đột nhiên tách ra. Thế nhưng sau một khắc, toàn bộ chân trời xuất hiện ánh đao bóng kiếm ngập trời. Bên trong võ viện, Diệp Huyền đang nhìn chầm chầm vào chân trời, đột nhiên chậm rãi đóng hai mắt lại. Đúng lúc này, đại tiểu thư đường ra ở trên không kia đột nhiên nói, giết. Thay ngầm vừa dứt, 12 người sau lưng nàng đột nhiên lao thẳng xuống phía dưới. Phía dưới, vẻ mặt của mục phong trần dữ tợn, hết thầy đệ tử kiếm tông nghe lệnh chiến đến người cuối cùng nói đến đây hắn gần như đã gầm thét kiếm tông ta vĩnh viễn không thỏa hiệp kiếm tông ta vĩnh viễn không thỏa hiệp kiếm tông vô số kiếm tu phóng lên tận trời thành âm vang tận mây xanh vĩnh viễn không thỏa hiệp đây là tín ngưỡng tinh thần của kiếm tông thế nào là kiếm tu Kiếm tu là kẻ thà chết vinh còn hơn sống nhục. Dù cho kẻ địch cường đại tới đâu, thân là kiếm tu cũng phải có dũng khí rút kiếm. Không đầu hàng, không cầu hòa, không thỏa hiệp. Một chữ chiến, đây là kiếm tông ngày xưa. Lúc đó kiếm tông không tranh, không ra khỏi thần võ thành. Nhưng thiên hạ này có ai dám xem thường kiếm tông. Mặc dù bây giờ kiếm tông rơi vào thế yếu tuyệt đối, thế nhưng không có bất kỳ ai sợ hãi. Kiếm ý bên trong kiếm tông, vô số kiếm ý phóng lên tận trời. Những kiếm ý này xoay quanh trên không trung thật lâu, không tiêu tan, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh. Trên không, đại tiểu thư đường ra nhìn xuống kiếm tông phía dưới, mặt không biểu tình, vĩnh viễn không thỏa hiệp sao. Ta ngược lại muốn xem xem xương cốt của kiếm tông ngươi cứng đến bao nhiêu. Thanh âm vừa dứt nàng ngẩng đầu nhìn về phía tiêu quân thống ở trên không kia. Chớ con lưu thủ, trên không, tiêu quân thống kia đột nhiên dừng lại. Tay phải hắn cầm chặt chuôi đao, yên lặng một chớp mắt, hắn đột nhiên rút đao liên tục chàm ra phía trước. Trong chớp mắt, liên chàm 10 đao. Một cỗ đao tiêu quân thống chém xuống, Việt Vô Trần sẽ trực tiếp lui về phía sau trăm trượng. Lúc tiêu quân thống chém xuống 10 đao, Việt Vô Trần đã lui ra ngoài ngàn trượng, mà không gian giữa hai người đã biến thành một màu đen kịt cả vùng không gian trực tiếp bị đau của tiêu quân thống chém vỡ nhưng mà rất nhanh không gian nơi vùng trời kiếm tông lại khôi phục như bình thường mà khóe miệng việt vô trần lại có một vệt máu tươi chảy xuống nhìn thấy một màn này vẻ mặt đệ tử kiếm tông giữa sân lập tức trở nên ngưng trọng thua sao bên trong võ viện diệp huyền cũng ngẩng đầu nhìn về phía việt vô trần trên không trung thua sao trên không việt vô trần nhìn về phía tiêu quân thống ở đối diện tiêu quân thống cười nói vẫn xin chỉ giáo việt vô trần lãnh đạm nói như ngươi mong muốn thay ngầm vừa dứt hắn bước ra phía trước một bước cùng lúc đó tay hắn cầm trường kiếm kề sát trên bi tâm trong chốc lát một cỗ kiếm ý và kiếm khí cường đại từ bên trong cơ thể hắn đột nhiên hội tụ vào trong kiếm chuẩn xác mà nói là hội tụ đến mũi kiếm không gian trong vùng trời xung quanh lập tức bắt đầu nứt ra từng khúc nơi xa tiêu quân thống híp lại hai mắt tay trái cầm đao thật chặt yên lặng một chớp mắt việt vô trần đột nhiên bước ra phía trước một bước tay trái của hắn hợp chỉ dẫn thẳng xuống từ trên thân kiếm chém tiếng như lôi minh thanh âm vừa sứt một đạo kiếm quang sáng như tuyết phá không chém đi giữa sân có tiếng xé rách bén nhọn vang vọng Nơi xa, Tiêu Quân Thống đột nhiên rút đao, hắn xông lên phía trước, sau lưng vô số đạo tàn ảnh bỗng nhiên ngưng hiện. Chém, theo thanh âm của Tiêu Quân Thống vang lên, một đạo đao khí đột nhiên chạm lên phía trên đạo kiếm quang kia, yên lặng một chớp mắt, chân trời đột nhiên rung lên kịch liệt, vô số kiếm quang và ánh đao nổ tung ra, mà cùng lúc đó, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Người này chính là tiêu quân thống kia. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người đại tiểu thư đường xa lập tức trầm xuống. Mà lúc này, Việt vô trần trên không đột nhiên một lần nữa bước ra phía trước một bước, lại chém. Thanh âm vừa dứt lại có một đạo kiếm quang chạm xa. Bên ngoài thần võ thành, tiêu quân thống kia vừa mới hoành đao ngăn cản, cả người lại trực tiếp bay ra ngoài lần nữa. Lại là hơn ngàn trượng vùng trời kiếm tông việt vô trần lại bước ra phía trước một bước lần này kiếm trong tay hắn trực tiếp bay xa. giờ khắc này kiếm quang này tựa như mặt trời cường đại đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng cuối chân trời tiêu quân thống đột nhiên nghe răng cười một tiếng sau một khắc hắn rút đao liên tràm về phía trước từng đạo ánh đao không ngừng bay ra nhưng mà từng đạo ánh đao kia vừa mới xuất hiện đã trực tiếp phá toái lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên ở trên không tiêu quân thống hoành đao chặn lại nhưng mà đạo kiếm quang kia đã xuất hiện sau lưng hắn giữa sân an tĩnh trở lại tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm tiêu quân thống đao trong tay tiêu quân thống đột nhiên nứt ra đồng thời bị đứt toác ra còn có mi tâm của hắn nơi đó có một vết nứt bại trên không vẻ mặt đám cường già đường tộc lập tức trầm xuống nhưng mà đại tiểu thư đường ra kia vẫn như cũ, mặt không biểu tình. Tiểu quân thống nhìn Việt vô trần phía xa. Không hổ là siêu phàm kiếm thánh. Thanh âm vừa dứt từ trong cơ thể hắn, vô số kiếm khí đột nhiên chạm ra. Trong khoảnh khắc, cả người hắn lập tức bị chém thành vô số mảnh. Tốt! Phía dưới, vô số đệ tử kiếm tông đột nhiên hoan hô lên. Thắng, ngay cả mục phong trần về mặt hắn cũng khẽ buông lỏng. Bất kể thế nào, cuối cùng hắn vẫn không muốn kiếm tông vòng. Trên không, Việt Vô Trần nhìn về phía đại tiểu thư đường xa, người sau đột nhiên vỗ tay mỉm cười nói, không hổ danh siêu phàm kiếm thánh, nếu kiếm tông lại có thêm vài vị siêu phàm kiếm thánh, e rằng đường tộc ta phải thật sự cân nhắc một chút. Việt Vô Trần nhìn đại tiểu thư đường xa, cá chết lưới rách đối với đường tộc các ngươi rất tốt sao? Đại tiểu thư đường ra cười nói, giao ra món bảo vật kia, chúng ta sẽ tự rời đi. Nếu không chịu giao xa, không phải cá chết lưới sách mà là kiếm tông ngươi, chắc chắn phải chết. Lúc này, Mục Phong Trần xuất hiện đối diện đại tiểu thư đường gia Món trí bảo kia cũng không ở trong tay kiếm tông ta. Lão Phu có khả năng dùng linh hồn phát thể. Nghe vậy, đại tiểu thư đường ra híp lại hai mắt linh hồn phát thệ, một vị kiếm tu dùng linh hồn phát thệ, chuyện này tuyệt đối không phải là trò đùa. Chẳng lẽ thật sự không ở trong tay kiếm tông sao? Trong lòng đại tiểu thư đường ra có chút nghi ngờ, Mục Phong Trần lại nói, Diệp Huyền kia trời sinh tính tình rào quyệt, người cảm thấy hắn đáng tin sao? Đại tiểu thư đường ra yên lặng, Mục Phong Trần lại muốn nói điều gì? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở bên phải không xa. Tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền, Mục Phong Trần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm hại kiếm tông ta rơi vào tình cảnh như bây giờ, thế nào, ngươi rất đắc ý sao? Diệp Huyền cười nói, Mục Tông Chủ, đừng nói như thế. bản thân là một người bị hại, kiếm tông rơi vào tình cảnh như bây giờ đây, chẳng phải là tự ông cháu các người chuốc lấy hay sao? Tay phải Mục Phong Trần nắm thật chặt kiếm trong tay, Diệp Huyền nhìn về phía đại tiểu thư đường xa, Đường đại tiểu thư, nếu như ngươi đã điều tra về ta, vậy hẳn phải biết, mặc dù thực lực của Diệp Huyền ta không được mạnh lắm, nhưng ta chưa từng bán đứng bằng hữu. Mà kiếm tông này thì sao? Ngày đó ta đã gia nhập kiếm tông, nhưng kiếm tông này vì món trí bảo kia, vậy mà trục xuất ta ra khỏi kiếm tông, còn vu hãm ta trộm trí bảo của kiếm tông. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua đệ tử kiếm tông ở bốn phía. Kiếm tông truy nã ta, nói ta trộm trí bảo của kiếm tông. Ta đây lại hỏi, món trí bảo kia là của kiếm tông sao? Đại tiểu thư đường ra nhìn mục phong trần. Mục tông chủ ta cũng rất muốn biết món trí bảo kia có phải là đồ của kiếm tông hay không. Về mặt của mục phong trần âm trầm, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền ở một bên lại nói. Vu oan ta thì cũng thôi đi, kiếm tông vì giết ta vậy mà không tiếc đi võ viện ra tay với muội muội và các bằng hữu của ta ngày đó kiếm tông các người đi đến võ viện để làm gì hả là nhằm vào một tiểu cô nương mặt mũi của các ngươi đâu rồi còn mẹ nó mặt mũi của các ngươi để đâu diệp huyền mục phong trần căm tức nhìn diệp huyền ta Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ta cái gì mà ta, mục lão cầu, lòng tham của ngươi và tôn tử của ngươi đã hại chết bao nhiêu đệ tử kiếm tông, ngươi không biết đau lòng hay sao. Bây giờ kiếm tông rơi vào tình cảnh như thế này, ngươi xứng đáng với liệt tổ liệt tông của kiếm tông sao? Mục phong trần căm tức nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi bớt nói nhảm những lời này với ta, món trí bảo kia rõ ràng là ở trong tay ngươi. Diệp Huyền cười lạnh, trong tay ta sao? Ngày đó, lúc ta giao ra món trí bảo kia, kiếm tông ngược lại trực tiếp uy hiếp đám người dạ lan, bức bọn hắn rời khỏi thần võ thành. Nói đến đây, hắn nhìn về phía dạ lan, sau lưng đại tiểu thư đường ra. Dạ lan tiền bối, chuyện ngày đó, người cũng đã tận mắt nhìn thấy. Ngày đó kiếm tông này phách lối như thế nào? Ngày đó bọn hắn mở mắt nói lời bịa đặt, nói trí bảo kia là của kiếm tông, hơn nữa còn uy hiếp các người, ngươi còn nhớ hay không? Dạ lan nhìn trầm trầm mục phong trần làm sao không nhớ rõ ngày đó kiếm tông ngược lại thật ghê gớm tuyên bố nếu chúng ta không rời đi sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi thần võ thành về mặt mục phong trần cực kỳ khó coi, Diệp Huyền lại nói, mục tông chủ, người nói món trí bảo kia, ở trên người ta, ta đây lại hỏi một câu, ngày đó món trí bảo kia rơi vào trong tay các ngươi Người nói một chút xem, ta làm sao có thể cướp đi món trí bảo kia từ trong tay nhiều cường giả như các ngươi Chẳng lẽ món trí bảo kia tự mọc chân, tự mình chạy đi mất sao? Mục phong trần cả giận nói, nó chính là tự chạy mất, lời vừa nói ra tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía mục phong trần diệp huyền lắc đầu thở dài người đã vô sỉ đến trình độ này ta còn có thể nói gì nữa đây nếu như ngươi nói ở trong tay ta vậy thì ở trong tay ta đi diệp huyền ta khinh thường nói nhảm với ngươi người mục phong trần căm tức nhìn diệp huyền tức đến gần thổ huyết diệp huyền không thèm để ý mục phong trần mà lúc này mục phong trần đột nhiên nói diệp huyền Chẳng lẽ ngươi chỉ biết khua môi múa mép thôi sao? Diệp Huyền nhìn về phía Mục Phong Trần. Vậy chúng ta đơn đấu. Mục Phong Trần hiếp lại hai mắt như ngươi mong muốn. Nói xong hắn đang muốn xuất thủ mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc nói. Ngươi thật sự muốn đơn đấu với ta sao? Ngươi, mặt mũi ngươi đâu? Ngươi còn có mặt mũi sao? Mục Phong Trần nhìn chằm chằm Diệp Huyền không nói gì. Giờ phút này, về mặt hắn đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn phát hiện Diệp Huyền đang cố ý chọc giận hắn, sau đó khiến cho hắn phạm sai lầm. Lúc này, Việt Vô Trần nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng hắn có chút phức tạp. Lúc Diệp Huyền gia nhập Kiếm Tông, hắn đã sớm nhìn trúng thiên phú và tiềm lực của Diệp Huyền, đáng tiếc, Kiếm Tông lại tự tay đuổi tên thiên tài này đi xa. Mà hắn càng không thể nghĩ tới, Kiếm Tông không chỉ đuổi Diệp Huyền đi, còn muốn chém tận giết tuyệt hiện tại kiếm tông và diệp huyền đã không còn khả năng cứu vãn dù chỉ một chút bởi vì kiếm tông làm sự tình quá tuyệt việt vô trần thấp giọng thở dài tiểu tử sự tình đã đến tình trạng này ta cũng không muốn nói nhiều nữa hiện tại ngươi và lão phu là lập trường khác biệt lão phu sẽ không hạ thủ lưu tình với ngươi bởi vì ta là người kiếm tông diệp huyền gật đầu ta lý giải việt vô trần quay đầu nhìn về phía diệp tiểu thư đường xa nếu người không tin tông chủ kiếm tông ta, vậy lão phu dùng linh hồn phát thệ, món trí bảo kia không ở trong tay kiếm tông ta. Đường đại tiểu thư cười nói, nói như vậy là ở trong tay Diệp Công Tử. Việt Vô Trần nói, vật này con linh tự mình chạy trốn, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, không phải sao. Còn nữa, lão phu tin tưởng với trí tuệ của đường đại tiểu thư, hẳn là có thể thấy rõ rất nhiều chuyện. Đường đại tiểu thư nhìn về phía Diệp Huyền cười nói. Diệp công tử có lời gì muốn nói hay không? Diệp Huyền lắc đầu. Không có. Mục phong trần nhìn về phía Diệp Huyền cười lạnh. Chẳng phải người rất biết ăn nói hay sao? Nói tiếp đi. Lúc này, đường đại tiểu thư đột nhiên nói. Không, món chí bảo kia không ở trong tay Diệp công tử. Ở trong tay kiếm tông người mục phong trần kinh ngạc nhìn về phía đường đại tiểu thư người sau mặt không điều tình nàng mờ ra lòng bàn tay lại có một viên truyền âm phù phóng lên tận trời sau một khắc không gian nơi rừng trời kiếm tông đột nhiên nứt ra từ bên trong không gian khí tức cường đại cuốn tới việt vô trần nhìn chằm chằm đường đại tiểu thư nếu đã là địch vậy nên chém tận giết tuyệt phải không khoái miệng đại tiểu thư đường ra hơi nhấc lên kiếm tông tích xúc nhiều năm nếu tới đây há có thể tay không mà về nói xong nàng nhìn về phía diệp huyền diệp công tử giúp bọn ta một chút sức lực chứ diệp huyền yên lặng một lát sau đó nói thật xin lỗi ta đau bụng đợi chút nữa lại trò chuyện nói xong hắn xoay người chạy mọi người trợn mắt há hốc mồm diệp huyền chạy rất nhanh hắn biết rõ sau khi đường đại tiểu thư này thu thập xong kiếm tông nhất định sẽ tới thu thập hắn ngay lập tức nữ nhân này rất tinh minh đại tiểu thư đường ra cũng không nghĩ tới diệp huyền vậy mà lại xoay người chạy rõ ràng diệp huyền đã nhìn thấu ý đồ của nàng giờ khắc này bầu không khí giữa sân có chút quái dị diệt kiếm tông hay không đây đại tiểu thư đường ra trầm mặc nếu diệt kiếm tông nhất định sẽ liều mạng chống cự mà đường ra khẳng định sẽ phải đánh đổi một vài thứ nhưng nếu như không diệt hiện tại đã vạch mặt với kiếm tông đây còn là thời điểm kiếm tông suy yếu nhất hiện tại không diệt một khi để kiếm tông khôi phục nguyên khí khi đó muốn diệt kiếm tông không phải trả một cái giá một chút là có thể được mà là một cái giá rất lớn diệt sau hay không diệt Đại tiểu thư đường ra đang do dự, tất cả mọi người kiếm tông giữa sân đang nhìn nữ tử trước mắt này. Bất kỳ một quyết định nào của nữ tử trước mắt này đều có thể quyết định vận mệnh của kiếm tông. Không thể không nói, thời khắc này trong lòng Việt vô trần rất bất đắc dĩ, phải nói là có chút bi thương, từ khi nào kiếm tông cần phải xem về mặt người khác để sinh tồn chứ thế nhưng hiện tại kiếm tông không cách nào kiên cường nếu như trước đó không liều chết với võ viện có mấy tòa đại trận kia lại thêm phân thân tiên tổ kiếm tông muốn tự vệ hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại kiếm tông tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản là không thể nào liều chết với đường xa cho nên có thể không đánh, tốt nhất là không đánh. Mà có đánh hay không, quyền quyết định không ở trong tay kiếm tông mà là ở trong tay đường tộc. Đúng lúc này, dạ lan bên cạnh đại tiểu thư đường xa đột nhiên nói, đại tiểu thư nếu hiện tại không diệt kiếm tông, ngày sau một khi kiếm tông trả thù, hơn nữa kiếm tông tích xúc nhiều năm nếu như có thể đoạt được của cài kiếm tông tiểu thư hẳn phải biết gia tộc đang khuếch trương phát triển đang là thời điểm rất cần tiền tài đoạt được khoản tài phú này của kiếm tông ít nhất trong tương lai mấy năm nữa chúng ta sẽ không cần hao tâm tổn trí vì chuyện tiền tài đại tiểu thư đường ra yên lặng không nói gì Dạ Lan lại nói, hơn nữa, rõ ràng là kiếm tông có cấu kết với trật tự minh kia. Lần này nếu như chúng ta buông tha bọn hắn, nhất định bọn hắn sẽ đầu nhập vào trật tự minh. Mà một khi, ngày sau chúng ta có xung đột với trật tự minh, kiếm tông này nhất định sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Cho nên, thuộc hạ kiến nghị, lúc này tốn hao một chút để diệt kiếm tông. Đặc biệt là lúc này, kiếm tông không có phân thân tiên tổ, cũng là thời điểm tốt nhất để chúng ta hạ thủ. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, Đại tiểu thư, chỉ cần chúng ta diệt kiếm tông này, cho dù bảo vật kia không ở trong tay kiếm tông, vậy chúng ta tiếp tục đi tìm Diệp Huyền là được rồi. Nhưng nếu như không diệt kiếm tông này, một khi kiếm tông này và Diệp Huyền còn có võ viện lại hòa hào với nhau, khi đó nếu tinh chủ kia lại dính vào, đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi mà nếu như diệt kiếm tông sẽ chỉ còn lại một mình diệp huyền võ viện tuyệt đối không có khả năng bảo đảm cho hắn khi đó chúng ta muốn đối phó với hắn cũng sẽ đơn giản hơn nhiều dù cho võ viện đảm bảo hắn đối với chúng ta mà nói cũng không có độ khó đại tiểu thư đường ra nhìn về phía việt vô trần nơi xa không biết quý ông có hứng thú gia nhập đường tộc ta hay không lời vừa nói ra tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía đại tiểu thư đường ra Dạn làn cũng có chút khó có thể tin nhìn đại tiểu thư ở trước mặt. Đại tiểu thư này còn bá đạo hơn hắn tưởng tượng, trực tiếp thu phục kiếm tông sao. Mà vừa nghe thấy lời của đại tiểu thư đường ra nói, về mặt Việt vô trần lập tức trở nên âm lãnh, muốn kiếm tông ta thuần phục đường ra ngươi sao. Đại tiểu thư đường ra cười nói, các hạ, chúng ta là hợp tác. Việt vô trần cười lạnh, hợp tác sao bản thân ngươi thì sao chứ đại tiểu thư đường gia cười nói xem ra quý tông không có ý định hợp tác với đường gia ta việt vô trần nhìn xuống hết thầy đệ tử kiếm tông ở phía dưới các người có nguyện hàng không đầu hàng sao phía dưới hết thầy đệ tử kiếm tông giận dữ hét lên tha chết trận việt vô trần quay đầu nhìn về phía đại tiểu thư đường gia ngươi có thấy được thái độ của kiếm tông ta không đại tiểu thư đường gia lãnh đạm nói thà chết chặn sau tốt ta thành toàn cho các ngươi thành âm của nàng vừa dứt mở ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay còn có một viên truyền âm phù mà đúng lúc này Việt vô trần ở trước mặt nàng không xa đột nhiên biến mất. Một đạo kiếm quang chém thẳng đến đại tiểu thư đường ra. Rõ ràng Việt vô trần muốn tiên hạ thù vi cường. Nếu đường tộc không bỏ qua, vậy đối với kiếm tông mà nói, tự nhiên là phải thừa dịp trước khi cường giả đường tộc chạy tới, tiên hạ thủ vi cường. Việt vô trần ra tay, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi đến trước mặt đại đại tiểu thư đường ra. Đại tiểu thư đường ra mặt không biểu tình, không tránh, không né. Mà ngay lúc kiếm của Việt Vô Trần đi đến nửa trượng trước mặt nàng, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Việt Vô Trần. Sau một khắc, một thanh trường đao trực tiếp chạm lên trên mũi kiếm của Việt Vô Trần việt vô trần trong nháy mắt đã trở về chỗ cũ giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía đối diện ở trước mặt đại tiểu thư đường ra có một người thân mặc khôi giáp màu đen đứng đấy người mặc khôi giáp có thân hình cao lớn lớn hơn người bình thường khoảng chừng gấp đôi đầu đội mũ giáp đen không nhìn thấy diện mạo chân thực mà ở bên hông hắn có đeo ngang một thanh trường đao mang vỏ việt vô trần nhìn người mặc khôi giáp trong mắt là vẻ ngương trọng lúc này đường đại tiểu thư đột nhiên nói kiếm tông hàng hay không hàng nói đến đây nàng đột nhiên cười khẽ hiện tại ta hỏi như vậy kiếm tông ngươi nhất định là sẽ không hàng chờ một chút thanh âm vừa dứt nàng lại mở ra lòng bàn tay viên truyền âm phù kia đột nhiên phóng lên tận trời rất nhanh từ bên trong không gian nứt ra trên vùng trời kiếm tông kia một đội kỵ binh vọt ra kỵ binh đường tộc Chọn vẹn 16 người, không chỉ như thế, còn có một đội cường giả thân mặc quần áo bó màu đen, cầm trong tay trường cung màu mực. Có chừng 9 người. Nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả kiếm tông đều biến sắc. Không chỉ kiếm tông, sắc mặt đám người vũ vấn võ viện cũng trở nên cực kỳ ngương trọng. Chọn vẹn 37 cường giả siêu cấp, tăng thêm cường giả khôi giáp bên cạnh đại tiểu thư đường ra, tận thế này cho dù võ viện và kiếm tông hợp lại cũng không nhất định là có thể chống đỡ. Đường tộc đã mạnh như thế nào? Trong mắt Vũ Vấn là sự lo lắng thật sâu. Ngay từ đầu, võ viện và kiếm tông đều cảm thấy bản thân đã là thế lực đứng đầu hỗn độn vũ trụ này. Thế nhưng hiện tại xem ra, kiếm tông và võ viện đã có chút lạc hậu lúc còn có phân thân tiên tổ, kiếm tông và võ viện còn có một cố chỗ dựa. Dù sao, thực lực của phân thân tiên tổ cũng không phải nghịch thiên bình thường, có thể nói tới bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Thế nhưng hiện tại, phân thân tiên tổ đã không còn nữa, mà kệ là võ viện hay là kiếm tông đều đã không còn một áp chủ bài có thể nói là tối cường. Nghĩ đến đây, Vũ Vấn thấp giọng thở dài. Nếu như kiếm tông và võ viện không tranh chấp với nhau, hai bên hợp lại, có phần thân của hai vị tiên tổ ở bên trong thần võ thành này. Ai dám xâm phạm thần võ thành đây? Mà bây giờ đây, giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Vùng trời kiếm tông, theo cường giả đường tộc xuất hiện, một luồng áp lực vô hình lập tức bao phủ toàn bộ kiếm tông. Đây là áp chế thực lực trên không đường đại tiểu thư nhìn việt vô trần hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa hàng hay không hàng việt vô trần đang muốn nói chuyện lúc này mục phong trần cách đó không xa đột nhiên nói đường đại tiểu thư có tin rằng món trí bảo kia không ở trong tay kiếm tông ta không đường đại tiểu thư nhìn về phía mục phong trần chuyện này không còn quan trọng nữa mục phong trần trầm giọng nói điều này rất quan trọng Đường đại tiểu thư, ta có khả năng cam đoan với ngươi. Nếu hôm nay chiến, kiếm tông ta sẽ bỏ qua hết thảy. Số cường giả ở đây của các ngươi sẽ chết ít nhất hơn 9 thành. Đến lúc đó, ngươi lấy gì để đối kháng Diệp Huyền? Hay là nói, ngươi thật sự cho rằng tên kiếm tu kia rất đơn giản. Ngày đó, tinh chủ đã tụ tập cường giả của mấy mảnh tinh vực mà tiến công vì ương tinh vực. Nhưng kết quả thì lại thế nào? Hết thảy cường giả toàn diệt. Ngay cả phân thân của tinh chủ kia cũng trực tiếp bị chấn sát Ngươi không nghĩ tới điều này sao? Đường đại tiểu thư lắc đầu. Mục tông chủ, hiện tại ta mặc kệ Diệp Huyền, chỉ hỏi ngươi một câu, kiếm tông, hàng hay không hàng? Nghe vậy, vẻ mặt của mục phong trần lập tức trầm xuống. Hắn vốn định truyền di ánh mắt của đường đại tiểu thư này. Thế nhưng hiện tại xem ra, hiện tại đối vương chỉ muốn diệt kiếm tông. Phải nói là muốn nuốt trừng kiếm tông. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đường đại tiểu thư. Ngươi, mục tiêu của các ngươi không chỉ là món trí bảo kia mà còn là kiếm tông ta. Ngươi sai rồi. Một bên Việt Vô Trần nói khẽ. Ban đầu, mục tiêu của bọn hắn chẳng qua chỉ là món trí bảo kia. Thế nhưng kiếm tông ta lại ngu xuẩn mà đi liều chết với võ Việt. Không chỉ liều chết mà còn ném ra từng lá bài tẩy. Thế là mục tiêu của nàng ta không còn đơn thuần là món trí bảo kia nữa. Là chúng ta cho nàng cơ hội này hiện tại nàng đã muốn nuốt trừng kiếm tông ta còn muốn món trí bảo kia mà giữa kiếm tông ta và diệp huyền nàng lựa chọn diệt trừ chúng ta trước bởi vì kiếm tông mạnh hơn diệp huyền thu thập kiếm tông xong xuôi diệp huyền cũng chỉ còn lại một mình làm sao cũng dễ thu dọn đường đại tiểu thư cười nói kiếm tông không cho các hạ làm tông chủ thật sự là quá ngu xuẩn nói xong nàng nâng lên tay phải đang muốn hạ xuống mà lúc này mục phong trần đột nhiên nói kiếm tông ta nguyện ý hợp tác với đường tộc lời vừa nói ra tất cả mọi người giữa dân dồn dập nhìn về phía mục phong trần ngay cả việt vô trần cũng nhìn về phía mục phong trần trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó có thể tin mà tất cả cường giả kiếm tông cũng đều dồn dập nhìn về phía mục phong trần tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình nghe lầm muốn đầu hàng sau mục phong trần nhìn đại tiểu thư đường ra kiếm tông ta nguyện ý hợp tác với đường tộc là hợp tác đại tiểu thư đường ra giống như cười mà không phải cười hợp tác như thế nào mục phong trần đang muốn nói chuyện cách đó không xa việt vô trần đột nhiên nói sư huynh người có biết ngươi đang nói cái gì không vẻ mặt của mục phong trần băng lãnh sư đệ ngươi thật sự hy vọng kiếm tông ta cứ như vậy mà biến mất khỏi cõi đời này sao? việt vô trần nhìn mục phong trần không nói gì mục phong trần lại nói cơ nghiệp vạn năm của kiếm tông không thể hủy trong tay chúng ta Việt vô trần lắc đầu. Người có biết vừa quỳ xuống danh dự vạn năm của kiếm tông sẽ bị hủy hết trong tay chúng ta. Không chỉ chúng ta không ngẩng đầu lên được mà cả bao đời tiền bối đã mang về cho kiếm tông ta vô số vinh dự. Sẽ càng chết không nhắm mắt. Hơn nữa, cái quỳ này kiếm tu kiếm tông ta sẽ trở thành kiếm trong tay người khác. Một thanh kiếm không có tự do và tôn nghiêm. Vậy thì còn sắc bén sau sẽ còn thà bị gãy chứ không chịu cong sau. Mục Phong Trần gần giọng nói, nhưng chẳng lẽ phải khiến kiếm tông cứ như vậy biến mất khỏi thế gian sao, miễn là người còn sống, hết hay đều có khả năng. Ngược lại, ta không muốn tiện nghi diệp huyền kia. Việt Vô Trần đột nhiên biến mất, một sợi kiếm quang trong nháy mắt đã xuyên thủng đầu của Mục Phong Trần. Mục Phong Trần trợn trắng hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Hắn không thể nghĩ tới vị sư đệ này của hắn, vậy mà lại đột nhiên động thủ tất cả mọi người giữa sân nhìn về phía việt vô trần ở trên không việt vô trần nói khẽ người nói không sai người sống hết thảy đều có khả năng nhưng mà nếu phải quỳ để sống kiếm tông ta đây thà rằng không cần kiếm tu kiếm tông ta thua được chết được thế nhưng tuyệt đối không quỳ cầu sống nói xong hắn nhìn xuống phía dưới hết thảy đệ tử kiếm tông nghe lệnh cho dù kiếm tông ta chết cũng phải chết cho có cốt khí cũng phải chết oanh oanh liệt liệt giết bên trong kiếm tông vô số kiếm tu gầm thét như lôi minh vang tận mây xanh kiếm tông trực tiếp động thủ trước hàng sau việt vô trần nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này vì sao không thể hàng như hắn nói tôn nghiêm cốt khí nếu còn muốn thêm một lý do đó chính là ngạo khí Kiếm Tông truyền thừa bao đời, có bao giờ cúi đầu trước kẻ thù không, ngày xưa không có, hiện tại lại càng không thể có, mà Sở Dĩ Việt Vô Trần ra tay giết Mục Phong Trần là bởi vì Mục Phong Trần muốn dẫn theo Kiếm Tông quỷ xuống trước đó hắn có thể nhịn Mục Phong Trần là bởi vì mặc dù Mục Phong Trần có tư tâm, nhưng cuối cùng vẫn là vì kiếm tông, lòng có kiếm tông, thế nhưng hiện tại cử động của Mục Phong Trần lần này đã ngang với phản bội kiếm tông, không thể nghi ngờ gì nữa. Nếu kiếm tông thật sự hàng, vô số tiền bối kiếm tông ngày xưa, thật đúng là chết không nhắm mắt. Giết Việt Vô Trần vọt tới phía những cường giả đường tộc đầu tiên mà bên trong kiếm tông, những kiếm tu còn lại kia cũng dồn dập phóng tới phía những cường giả đường tộc. Cùng lúc đó, giờ khắc này, kiếm tông đã tế ra hết thảy kiếm trận. Giờ khắc này, kiếm tông đã không dám giữ lại chút nào. Tất cả át chủ bài dồn dập đánh ra hết. Một tòa nối tiếp một tòa kiếm trận không ngừng xuất hiện trên vùng trời kiếm tông. Vô số kiếm quang răng khắp nơi trên không trong lúc nhất thời bên phía kiếm tông lại còn chiếm được một chút thượng phong đương nhiên chủ yếu là bởi vì kiếm trận của kiếm tông đủ mạnh mẽ những kiếm trận này phần lớn đều được lưu lại từ vài ngàn năm trước có thể tùy tiện chém giết cường giả đạo cảnh đương nhiên cũng có một khuyết điểm đó chính là tiêu hao rất nhiều mỗi một tòa kiếm trận đều tiêu hao rất lớn nhưng mà giờ phút này cũng đã sắp bị diệt tông rồi đương nhiên kiếm tông sẽ không đi so đo những thứ này nữa trên không đại tiểu thư đường ra mặt không biểu tình mà người mặc khôi giáp ở bên cạnh nàng cũng đưa tay ra lúc này nhạc lão trầm giọng nói đại tiểu thư cứ tiếp tục như thế chúng ta sẽ tổn thất nặng nề đại tiểu thư đường ra yên lặng nhạc lão lại nói tiếp tục cho một nhóm cường giả tới đây đại tiểu thư đường ra lạnh lùng nhìn thoáng qua nhạc lão không bằng ta gọi hết thầy cường giả đường tộc tới đây nhạc lão do dự một chút sau đó nói nhưng nếu như cứ tiếp tục như thế sẽ gây ra bất lợi cho chúng ta đại tiểu thư đường ra nhìn về phía người mặc khôi giáp ở bên cạnh ngăn chặn kiếm thánh kia người mặc khôi giáp gật đầu sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt việt vô trần một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang vọng đại tiểu thư đường ra lại nói ra tay mấy người nhạc lão cũng nối đuôi xông ra ngoài kiếm lên Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ kiếm tông phía dưới. Sau một khắc, kiếm trong tay vô số đệ tử kiếm tông đột nhiên phóng lên tận trời. Trên không, hơn 10 tên kỵ sĩ đường tộc đột nhiên đứng thành một hàng, tay nâng trường đao chém xuống. Một mảnh ánh đao tàn nhẫn chạm xuống. Trong nháy mắt, từng tiếng xé rách không ngừng vang lên từ phía trên bầu trời kiếm tông. Nhưng mà bên trong kiếm tông, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Cùng tiễn thủ Chín tên cùng tiễn thủ đều có thể nói là lệ vô hư phát. Ngoại trừ cường giả đạo cảnh có thể chính diện ngăn cản chút ít, cường giả kiếm tông còn lại căn bản là không ngăn nổi mũi tên của bọn hắn. Nhưng mà, bên phía cường giả đường tộc cũng có người ngã xuống, đã có 5 tên kỵ sĩ đường tộc ngã xuống. Chiến lực của những tên kiếm tu kiếm tông kia cũng không phải chỉ là để trưng cho đẹp, đặc biệt là khi tăng thêm những kiếm chặn kia, ngay cả những kỵ sĩ đường tộc này cũng khó có thể ngăn cản mà nhìn lại toàn thể đường tộc chiếm ưu thế. Võ Viện, bên cạnh Vũ Vấn, Hách Liên Thiên trầm giọng nói, kiếm tông này sợ là không chịu được nổi. Vũ Vấn trầm giọng nói, nếu như kiếm tông bị diệt, Hách Liên Thiên nhìn về phía Vũ Vấn, sư tôn. Vũ Vấn nói khẽ, vị đại tiểu thư đường ra này có dã tâm cực lớn nếu như món trí bảo kia không ở trong tay kiếm tông nàng sẽ tiếp tục đối phó với ai đây tất nhiên là diệp huyền mà mặc dù diệp huyền không phải là người võ viện ta nhưng lại có mối liên hệ dễ mơ dễ má với võ viện ta khi đó vô cùng có khả năng nàng sẽ lấy đấy là lý do để nhằm vào võ viện ta mà khi đó võ viện ta nên làm thế nào để ngăn cản đường tộc này đây Hách liên thiên trầm giọng nói, ý của sư tôn là nên tương trợ kiếm tông sao? Nhưng nếu làm như thế, không thể nghi ngờ, chẳng khác gì là trực tiếp khai chiến với đường tộc. Vũ vấn nhìn về phía kiếm tông, môi hở sang lạnh. mà kệ chúng ta có đắc tội bọn hắn hay không, thì nhất định bọn hắn cũng sẽ nhằm vào võ viện ta. Nói đến đây, hắn chậm rãi nắm chặt tay phải. truyền lệnh xuống, hết thầy cường già trong võ viện đi trợ giúp kiếm tông. Thanh âm vừa dứt thân hình hắn rung lên, vọt thẳng đến kiếm tông. Hách liên thiên do dự một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, cường giả võ viện dồn dập phóng tới kiếm tông. Vũ vấn rất rõ ràng, đại tiểu thư đường ra này có dã tâm quá lớn. Kiếm tông vong, vô cùng có khả năng, mục tiêu kế tiếp của đối phương sẽ là võ viện. Mà khi đó sẽ không có bất kỳ một thế lực nào đến giúp võ viện vùng trời kiếm tông theo cường giả võ viện đột nhiên gia nhập cục diện trong nháy mắt đã phát sinh nghịch chuyển đặc biệt là khi võ viện cũng bắt đầu khởi động đại trận nhằm vào kỵ sĩ đường tộc trên không vẻ mặt của đại tiểu thư đường ra trở nên cực kỳ khó coi nàng không do dự chút nào tất cả mọi người lui lại rất nhanh hết thầy cường giả đường tộc thối lui đến bên ngoài thần võ thành mà cường giả kiếm tông và võ viện cũng không đuổi theo hai bên cách không đối lập Đại tiểu thư đường ra nhìn chằm chằm Vũ Vấn. Võ viện có ý tứ gì chứ? Vũ Vấn lãnh đạm nói. Thần võ thành này không phải là địa bàn của đường tộc. Còn mời các hạ mang theo người của ngươi rời đi. Khóe miệng của đại tiểu thư đường ra hơi nhấc lên. Đó là một tia cười lạnh. Tốt cho một cái võ viện. Nói đến đây, vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên có chút sự tợn. Ta thấy là võ viện ngươi muốn chôn cùng với kiếm tông. Thanh âm vừa dứt, nàng mở ra lòng bàn tay, một viên truyền lệnh phù đột nhiên phóng lên tận trời. Bên trong thần võ thành, Việt Vô Trần xuất hiện ở bên cạnh Vũ Vấn. Thần sắc của hắn có chút phức tạp. Vũ Vấn huynh. Vũ Vấn nói khẽ, sự tình trước đó tạm thời không đề cập đến. Hiện tại quan trọng nhất chính là cùng nhau vượt qua cơn nguy nan này. Việt Vô Trần khẽ gật đầu, hai người nhìn về phía nơi xa. Rõ ràng vị đại tiểu thư đường tộc này là gọi viện binh rất nhanh, vùng trời Kiếm Tông lại xuất hiện một đội kỵ binh, trọn vẹn 20 người, không chỉ như thế, trong đó còn có hai đầu cự viên khổng lồ như hai tòa núi nhỏ. Hai đầu cự viên này vừa mới xuất hiện, toàn bộ không gian phía chân trời trực tiếp kích chiến một hồi, phảng phất như động đất, vô cùng dọa người. Lúc này, đường đại tiểu thư đột nhiên nhìn về phía vết nứt không gian kia, lạnh lùng nói. Đệ đệ tốt của ta, ngươi thật sự nhỏ mọn như vậy sao? Không thể gửi cho ta nhiều viện binh một chút trong một lần duy nhất này hay sao? Lúc này, một tên nam tử hư ảo đột nhiên xuất hiện nơi vết nứt không gian kia. Nam tử hư ảo nhìn xuống đại tiểu thư đường ra. Đây đã là cực hạn mà gia tộc có thể gửi cho ngươi. Nếu lần này vẫn thất bại, tỷ tỷ tốt của ta, ngươi sẽ phải ăn không ngồi chờ nói xong hắn quay người biến mất không thấy gì nữa sắc mặt đường đại tiểu thư băng lãnh nàng không nghĩ tới võ viện lại đột nhiên ra tay lần này nàng đã tự bức bản thân đi đến tuyệt cảnh đệ tử ưu tú của đường tộc đều có thể điều động một bộ phận kỵ sĩ đường tộc thế nhưng có một yêu cầu đó chính là nhất định phải mang đến lợi ích cho gia tộc chỉ cần mang đến lợi ích cho gia tộc thì chuyện gì cũng dễ nói nhưng một khi cái giá vượt quá thành quả lấy được vậy thì vấn đề sẽ lớn lắm. Hiện tại nàng đã không còn đường lui, bởi vì kỵ sĩ Đường tộc đã chết rất nhiều, bồi dưỡng những kỵ sĩ này cực kỳ không dễ dàng, có thể nói bồi dưỡng mỗi một người đều là hao phí một món tiền khổng lồ. Đương nhiên, nếu như có thể đoạt được Kiếm Tông và Võ Viện, đặc biệt là món chí bảo kia, cho dù hết thầy kỵ sĩ Đường tộc chết sạch thì cũng đáng. Nghĩ đến đây, mặt của nàng dần dần trở nên âm lạnh nàng nhìn về phía thần võ thành đang muốn nói chuyện vũ vấn bên trong thành đột nhiên nói để đường tộc mờ mang kiến thức một chút át chủ bài của võ viện chúng ta phía sau hắn hách liên thiên đột nhiên quay người biến mất mấy hơi thở sau bên trong võ viện một đạo khí tức cường đại đột nhiên phóng lên tận trời ngay sau đó một người đá siêu cấp xuất hiện trong ánh mắt của mọi người người đá siêu cấp này hình thể so với cự viên kia còn phải lớn hơn một vòng không chỉ như thế, bên trong võ viện, ba lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện, nhưng mà ba người này đều là linh hồn thể. Võ Thánh nhìn thấy ba người này, vẻ mặt đường đại tiểu thư lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mà lúc này, Việt Vô Trần đột nhiên nói, xuất kiếm. Thanh âm vừa dứt bên trong bộ kiếm ở hậu sơn kiếm tông, 18 thanh kiếm đột nhiên bay xa. Rất nhanh, 18 thanh kiếm này xoay quanh trên vùng trời kiếm tông, mỗi một chuôi kiếm vậy mà đều là cấp bậc tạo hóa cảnh trọng yếu nhất chính là bên trong những thanh kiếm này đều ẩn chứa một ý chí kiếm đạo mạnh mẽ những thanh kiếm này đều là bội kiếm của những tiền bối kiếm tông ngày trước những tiền bối đã ngã xuống kia mặc kệ bọn hắn ở phương nào chỉ cần bọn hắn không có chuyển nhân bội kiếm của bọn hắn đều sẽ trở lại kiếm tông mà những tiền bối kiếm tông còn lợi dụng những thanh kiếm mạnh mẽ chế tạo thành một tòa kiếm trận. Đây cũng có thể nói là át chủ bài cuối cùng của kiếm tông. Sau khi 18 thanh kiếm xuất hiện, một cỗ kiếm thế thao thiên lập tức trực tiếp bao phủ đường đại tiểu thư kia. Tên cường giả khôi giáp đường ra kia đột nhiên ngăn cản trước mặt đường đại tiểu thư. Không chỉ như thế, những thiết kỵ đường ra kia cũng dồn dập ngăn cản trước mặt đường đại tiểu thư. Nguy hiểm! Đây là cảm giác của hết thầy cường giả đường tộc lúc này mà đường đại tiểu thư kia vẫn là thần sắc bình tĩnh. Nàng nhìn thoáng qua 18 thanh kiếm kia, sau đó nhìn về phía Việt vô trần. Đến bây giờ mới lấy ra, nếu ta đoán không sai, hẳn là 18 thanh kiếm này chỉ có thể dùng một lần, đúng chứ? Việt vô trần mặt không biểu tình, cho dù chỉ có thể dùng một lần, cũng có thể lưu lại mệnh của ngươi. Như đường đại tiểu thư nói, kiếm trận này chỉ có thể dùng một lần. Nguyên nhân khiến 18 thanh kiếm này mạnh mẽ, hoàn toàn là nhờ vào ý chí kiếm đạo của cường giả kiếm tông ẩn chứa trong kiếm. Một khi thôi động, những ý chí kiếm đạo này sẽ nhanh chóng biến mất. Khi đó, những thanh kiếm này sẽ chỉ còn là thần khí cấp bậc tạo hóa cảnh. Đường đại tiểu thư cười lạnh, muốn mạng của ta, có phải là ngươi đã quá tự tin hay không? Việt vô trần lãnh đạm nói, Bên trong 18 thanh kiếm này ẩn chứa ý chí kiếm đạo của 18 vị siêu phàm kiếm thánh, càng ẩn chứa 18 tòa kiếm trận siêu cấp, một khi thôi động, quỷ thần cũng có thể giết huống chi là ngươi. Nếu không tin, bây giờ lão phu có thể để ngươi thử một lần. Đường đại tiểu thư đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, người mặc khôi giáp bên cạnh nàng đột nhiên nói, không thể đỡ. Đường đại tiểu thư nhìn về phía người mặc khôi giáp, người mặc khôi giáp lại nói, không thể đỡ nghe vậy về mặt đường đại tiểu thư lập tức trầm xuống cách đó không xa vũ vấn đột nhiên nói đường đại tiểu thư lão phu không dám nói nhất định sẽ thắng thế nhưng võ viện ta và kiếm tông hợp sức cho dù ngươi có thể thắng đó cũng là thắng thảm những người ngươi mang tới đây, ít nhất có 8 phần 10 trở lên sẽ phải lưu lại nơi này, thậm chí có khả năng là toàn bộ, mà khi đó tất cả đều sẽ là Ngọc Thạch Câu Phân. Các ngươi thứ gì cũng không chiếm được đâu, còn cường giả đường tộc ngươi, ta tin tưởng các ngươi cũng không dám để toàn quân tới thần Võ Thành. Các ngươi cũng có kẻ địch, đúng chứ? Đường Đại Tiểu Thư yên lặng một lát sau đó nói, rút lui nói xong nàng mang theo chúng cường giả đường tộc quay người rời đi nhưng đi không bao lâu nàng đột nhiên dừng lại sau đó quay người nhìn về phía thần võ thành nếu chẳng qua chỉ là võ viện và kiếm tông ngươi đường tộc ta đương nhiên sẽ không bỏ ra đại giới lớn như vậy để nhằm vào các ngươi nhưng nếu như võ viện và kiếm tông các ngươi có món chí bảo kia nói đến đây khóe miệng nàng khẽ nhấc lên vũ vấn trầm giọng nói người biết rõ món chí bào kia ở trên thân diệp huyền Đường đại tiểu thư lắc đầu. Không, không ở trên thân Diệp Huyền, ở trên người các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt hai người Vũ Vấn và Việt Vô Trần đều trở nên khó coi. Lúc này, đường đại tiểu thư lại nói. Diệp công tử, ta biết ngươi ở trong bóng tối. Ta cho ngươi một câu. Bất cứ lúc nào, cửa chính của đường tộc ta đều rộng mở vì ngươi. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Rất nhanh, đại tiểu thư đường ra mang theo đám cường giả đường tộc biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Vũ Vấn và Việt Vô Trần đều khẽ buông lòng trong lòng. Bởi vì nếu như vị đại tiểu thư đường ra này không rời đi, vậy chỉ có một kết quả, Ngọc Thạch Câu Vân. Mặc kệ là võ viện hay là kiếm tông, đều không muốn Ngọc Thạch Câu Vân. Âm thầm, Diệp Huyền nhìn về phía đại tiểu thư đường ra rời đi nói khẽ. Nữ nhân này thật giỏi âm mưu. Lời của nữ nhân này nói lúc chuẩn bị rời đi, kỳ thật chính là muốn châm ngòi ly sán. Châm ngòi giữa hắn và võ viện còn có kiếm tông hiện tại. Không cần phải nói, khẳng định là hiện tại kiếm tông và võ viện đều sẽ phòng bị hắn. Yên lặng một lát, sau đó Diệp Huyền quay người yên lặng biến mất. Muốn tính toán hắn sao? Không có cửa đâu. Vùng trời kiếm tông, Việt vô trần nhìn về phía Vũ Vấn bên cạnh nói khẽ. Vũ Vấn Huynh, hành động của kiếm tông ta đối với võ viện trước đó vũ vấn lắc đầu chuyện cũ chớ nhắc lại bây giờ kiếm tông do ngươi làm chủ ta hy vọng hai nhà chúng ta có thể quên đi tất cả ân oán hợp lại đối mặt hết hảy hắn biết rõ hiện tại võ viện và kiếm tông đều đã không còn át chủ bài tối cường nếu như hai bên không hợp lại thần võ thành này nhất định sẽ đổi chủ việt vô trần gật đầu vũ vân huynh đã buông xuống từ hôm nay kiếm tông ta và võ viện đồng sinh cộng tử đồng sinh cộng tử, mặc kệ là Vũ Vấn hay Việt Vô Trần đều rất rõ ràng. Hiện tại kiếm tông và võ viện chính là môi hở răng lạnh. Dù bên nào diệt vong, một phương khác đều có kết cục không quá tốt. Mà nếu như hai bên hợp lại, như vậy bất kỳ một thế lực nào muốn diệt bọn hắn cũng cần phải bỏ ra đại giới đau đớn. Lúc này, Việt Vô Trần đột nhiên nói khẽ, những lời vị đại tiểu thư đường ra kia nói trước khi rời đi, châm ngòi. Vũ Vấn trầm giọng nói, nữ nhân này hy vọng chúng ta nhằm vào Diệp Huyền, hoặc là nói nàng không muốn Diệp Huyền đứng về phía chúng ta. Diệp Huyền, về mặt Việt vô trần có chút phức tạp. Kỳ thật, nếu có thể quay ngược thời gian, lúc trước hắn sẽ chọn trực tiếp chấn áp ông cháu Mục Phong Trần. Thế nhưng, lúc đó hắn lại lo lắng. Thứ nhất, nếu như hắn động thủ chấn áp ông cháu Mục Phong Trần, có khả năng trực tiếp dẫn đến kiếm tông nội loạn phải biết ông cháu Mục Phong Trần quản lý kiếm tông nhiều năm, nắm giữ quyền uy tuyệt đối, hơn nữa lúc ấy hắn cũng có chút tán thành cách làm của hai ông cháu Mục Phong Trần. Diệp Huyền thân mang chí bảo, nếu lưu lại kiếm tông, đối với kiếm tông tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, sau khi hai ông cháu Mục Phong Trần đuổi Diệp Huyền đi, còn muốn chém tận giết tuyệt, đồng thời còn ngu xuẩn đi cướp đoạt món bảo vật kia. Đây là chuyện hắn không nghĩ tới, mà sau khi hắn biết được, hết thảy cũng đã thành kết cục đã định. Vũ Vấn đột nhiên nói, chúng ta không thể có bất kỳ quan hệ gì với Diệp Huyền này. Việt Vô Trần nhìn về phía Vũ Vấn, Vũ Vấn Huynh, như vậy chẳng phải là rất hợp ý vị đại tiểu thư đường ra kia sao? Vũ Vấn lắc đầu, không có cách nào khác, Diệp Huyền này thật sự là một vòng xoáy, nếu hắn ở lại thần võ thành sẽ càng mang đến nhiều phiền phức bởi vì có hắn ở đây chắc chắn những người kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nhằm vào võ viện ta và kiếm tông nhưng nếu như không có hắn ở đây nếu bọn hắn muốn tiếp tục nhằm vào chúng ta trước tiên sẽ phải hỏi một câu có đáng giá hay không việt vô trần trầm giọng nói muội muội và bằng hữu của hắn đang ở võ viện những người kia nói đến đây hắn đột nhiên giật mình trong lòng tâm tính hắn phát hiện hiện tại sau khi hắn trường quản kiếm tông tâm tính đã phát sinh biến hóa hắn vô cùng coi trọng diệp huyền điểm này hắn chưa bao giờ che giấu thế nhưng sau khi hắn trường quản kiếm tông hắn phát hiện giữa diệp huyền và kiếm tông hắn sẽ lựa chọn kiếm tông theo bản năng thậm chí vì kiếm tông mà sinh ra một vài ý nghĩ mà ngày trước hắn cho là nhục nhã ví dụ như khiến cho Diệp Huyền và bằng hữu còn có muội muội của hắn rời khỏi Thần Võ Thành. Mặc dù ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất ngay, nhưng nó đã xuất hiện. Việt Vô Trần nhìn về phía mộ kiếm của Kiếm Tông, trong mắt có chút phức tạp. Năm đó, hắn là người có thiên phú cao nhất Kiếm Tông, cũng là người có thực lực mạnh nhất, thế nhưng tông chủ Kiếm Tông đời trước cũng chính là sư tôn của hắn lại truyền vị trí tông chủ cho Mục Phong Trần hắn một mực không thể hiểu rõ lý do là gì, thậm chí năm đó còn có chút oán hận, mà bây giờ hắn mới hiểu được, sư tôn không chuyển vị trí cho hắn, kỳ thật là muốn tốt cho hắn. Nếu hắn trưởng quản kiếm tông, có khả năng cả đời này sẽ không thể đột phá đến siêu phàm kiếm thánh. Làm tông chủ, làm bất cứ chuyện gì nhất định phải lo trước lo sau. Mà loại tâm cảnh này khẳng định sẽ ảnh hưởng đến kiếm đạo. Lúc này Vũ Vấn đột nhiên nói. Ta đi nói chuyện với hắn. Việt vô trần thu hồi suy nghĩ nhìn về phía Vũ Vấn. Hắn sẽ phối hợp với ngươi sao? Vũ Vấn nói khẽ. Sẽ, bởi vì hắn rất quan tâm bằng hữu và muội muội Vì các nàng, hắn nhất định sẽ phối hợp. Còn có, Việt huynh, từ giờ trở đi, mặc kệ là kiếm tông ngươi hay võ viện ta, đều cần phải duy trì 12 phần đề phòng, đề phòng nữ nhân kia đột nhiên tập kích. Việt vô trần gật đầu, hiểu rõ ta đã hạ lệnh để hết thầy đệ tử kiếm tông đang ở bên ngoài đều trở về gấp thật ra kiếm tông có một vài kiếm tu đi lịch luyện ở bên ngoài mà trong những người này cũng không thiếu cường giả đạo cảnh chỉ có điều có vài kiếm tu đã rời khỏi tông môn cực kỳ lâu thậm chí có hơn trăm năm hiện tại những người này còn sống hay đã chết vẫn còn là ẩn số nhưng mà chỉ cần không chết khẳng định là những kiếm tu này sẽ trở về gấp rất nhanh vũ vấn dẫn theo cường giả võ viện rời đi kiếm tông khôi phục lại bình tĩnh dĩ nhiên tâm tình của kiếm tu là không thể an tĩnh kiếm tông bây giờ đã là khắp nơi bừa bộn mà lần này kiếm tông có thể nói là tổn thất nặng nề không chỉ cường giả đạo cảnh chỉ còn lại có sáu tên nhiều năm tích xúc của kiếm tông cũng mất đi một nửa có thể nói hiện tại kiếm tông đã không còn dám thôi động kiếm trận không kiêng nề gì nữa bởi vì một tòa kiếm trận đều tiêu hao phi thường lớn lúc này việt vô trần đột nhiên nói mai táng kỹ càng cho những người đã hy sinh ngoài ra từ giờ phút này trở đi tất cả mọi người không thể ra khỏi thần võ thành nói xong hắn nhìn về phía thi thể của mục phong trần cách đó không xa kia trong mắt có chút phức tạp cũng hậu táng cho hắn thật tốt nói xong hắn quay người đi đến phía mộ kiếm theo cường giả đường tộc rút lui toàn bộ thần võ thành dần dần bình tĩnh trở lại thế nhưng cả thần võ thành lại trở nên có chút trống rỗng kiếm tông và võ viện đại chiến một nhóm người rời đi mà cường giả đường tộc xâm phạm càng làm cho số ít người còn ở trong thần võ thành cũng rời đi không người nào dám ở lại bên trong thần võ thành đều sợ bị tai bay vạ gió bên ngoài thần võ thành một chỗ bên trong dãy núi đại tiểu thư đường ra ngồi xếp bằng dưới đất cách nàng không xa một đám kỵ sĩ đứng đấy mà ở bên cạnh nàng chính là người mặc khôi giáp kia hồi lâu sau đại tiểu thư đường ra mở hai mắt ra nàng đứng lên sau đó nhìn về phía thần võ thành ánh mắt bằng lãnh nhạc lão trầm giọng nói đại tiểu thư hiện tại nên làm như thế nào đây nên làm thế nào sau đại tiểu thư đường ra híp lại hai mắt Ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta nên làm như thế nào đây? Nhạc lão lắc đầu. Bây giờ võ viện và kiếm tông hợp lại. Nếu trong tộc không phái thêm cường giả đến, cho dù chúng ta nuốt được thần võ thành, sợ là người của chúng ta cũng phải chết hơn chín thành. Đại tiểu thư đường ra lắc đầu. Trong tộc sẽ không phái thêm cường giả tới. Nhạc lão nhíu mày. Vì sao? Đại tiểu thư đường ra lãnh đạm nói bởi vì trong tộc có người có ý kiến, một nhóm người chúng ta ở đây đã đủ khả năng đoạt lấy món trí bảo kia. Nhạc lão hỏi, từ bò thần võ thành sau Đại tiểu thư đường ra không nói gì. Nhạc lão lại nói, đại tiểu thư, món bảo vật kia thật sự ở trong tay Diệp Huyền kia sao? Đại tiểu thư đường ra nói khẽ, 89 chín phần 10, Ngay từ đầu chúng ta đã bị người này đùa nghịch. Không chỉ chúng ta, kiếm tông kia càng bị hắn dắt mũi đùa nghịch người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ trí thông minh này cũng không thấp nhạc lão gật đầu người này thật không giống một tên kiếm tu mà bây giờ hắn ẩn trong bóng tối chúng ta căn bản không có cách nào bắt hắn biện pháp duy nhất chính là ra tay với võ viện thế nhưng võ viện lại hợp sức với kiếm tông nói đến đây sắc mặt hắn trầm xuống hắn phát hiện hiện tại bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì để bắt được diệp huyền đại tiểu thư đường ra cũng yên lặng thời khắc này nội tâm nàng phi thường nóng này ban đầu nàng có khả năng diệt trừ kiếm tông sau đó càng dư sức đối phó với diệp huyền khi đó không chỉ có thể đối phó diệp huyền còn có khả năng ăn sạch cả võ viện đáng tiếc võ viện đột nhiên hỗ trợ kiếm tông phá vỡ tất cả kế hoạch của nàng đặc biệt là diệp huyền kia càng vô cùng gian xảo vừa nhìn thấy tình huống không ổn lập tức chạy trốn mất một lát sau đại tiểu thư đường ra đột nhiên nói đi liên lạc với những tinh vực lúc trước đã từng tiến công vì ương tinh vực. Nhạc lão do dự một chút sau đó nói, sợ là bọn hắn không có đảm lượng quay trở lại. Đường đại tiểu thư lãnh đạm nói, ta cũng không tin bọn hắn không muốn báo thù. Nhạc lão khẽ gật đầu, lão phu đi thử xem. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đường đại tiểu thư nhìn về phía Dạ Lan ở bên cạnh, ta giúp đi liên hệ vài người. Một lát sau, Dạ Lan cũng quay người rời đi. Đường đại tiểu thư nhìn về phía thần võ thành. Vậy ta sẽ chơi đùa cùng với các ngươi Diệp Huyền. Nói đến đây, ánh mắt nàng dần dần trở nên bằng lãnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 94 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.